Không thể tin được, người chỉ học tiểu học lại làm công việc của tiến sĩ. Một cơ sở sản xuất đơn giản ở Pakistan đã có thể sản xuất động cơ hoàn toàn bằng tay. Độ phức tạp này vượt xa sự tưởng tượng, bắt đầu từ việc sản xuất vỏ động cơ. Điều này không thể thiếu công nghệ chế tác cát truyền thống. Quá trình này tương đối đơn giản, chỉ cần đặt khuôn vào hộp cát, sau đó đổ đầy hộp cát. Tuy nhiên, để đảm bảo cát trong hộp cát được nén chặt, vì công nhân cần đứng lên và dùng chân để nén cát. Tiếp theo, tạo một lỗ đổ, sau đó mở hộp cát, lấy ra khuôn, tiếp tục đóng hộp cát. Công việc này được coi là hoàn thành. Hộp cát đã được làm xong, sẽ được đặt tại khu vực đổ khuôn, chuẩn bị đổ những khối sắt phế thải này. Chúng sẽ trải qua một sự biến đổi kỳ diệu. Chúng được ném vào lò nung, được đốt nóng lên 1,500 độ, biến thành chất sắt nóng chảy. Tiếp theo, sử dụng túi chứa để hứng chảy chất sắt này. Sau đó, hai công nhân sẽ nâng túi chứa lên, chuyển chúng đến khu vực đổ chất. Công nhân sẽ đổ chất sắt vào mỗi hộp cát. Trong quá trình này, họ thậm chí không thực hiện bất kỳ biện pháp bảo vệ nào, thậm chí còn đang mang dép lê. Thật là táo bạo và tài năng. Khi chất sắt đông cứng, đến bước đổ cát. Sau khi đổ cát xong, sẽ thu được một thân vỏ, nhưng thân vỏ hiện tại vẫn chưa thể sử dụng ngay. Cần mang nó đến phía máy khoan bàn, thực hiện gia công lỗ dây điện và lỗ bu lông. Quá trình này đòi hỏi một số yêu cầu kỹ thuật, mỗi lỗ đều cần chính xác và không sai sót, nếu không sẽ không thể lắp đặt các phụ kiện khác sau này. Thợ khoan lỗ là chuyên gia trong lĩnh vực này, anh ấy đã thành thạo từng lỗ một. Sau khi khoan xong lỗ, cần mang nó đến phía máy tiện, loại bỏ một chút lỗ nhỏ. Sau khi gia công bằng máy tiện, sau đó có thể đánh lõm lõm trở lại vị trí ban đầu, để đảm bảo việc quay của trường tự ổn định hơn. Xưởng này đã chọn sử dụng stator 36 rãnh. Những rãnh này sẽ được một công nhân khác sử dụng rũa để hoàn thiện, tiến hành mài mòn từng chi tiết một, để đạt được tiêu chuẩn đồng nhất. Sau khi hoàn thành việc mài mòn, có thể lắp giấy cách điện vào rãnh sau đó. Những thao tác này tương đối đơn giản. Tuy nhiên, phần khó nhất vẫn là việc cuốn dây. Mặc dù khó khăn như vậy, họ vẫn kiên trì hoàn thành bằng tay hoàn toàn. Loại cuộn dây nối tiếp này có tổng cộng 3 nhóm. Quá trình cuốn dây rất phức tạp, người có thể hoàn thành việc lắp ráp này chắc chắn đạt đến cấp độ của kỹ sư. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là thầy này thậm chí đã tự học để trở thành chuyên gia. Thực sự đáng ngưỡng mộ, do mức lương ở đây được tính dựa trên số lượng sản phẩm hoàn thành. Vì vậy, tốc độ lắp ráp của công nhân rất nhanh, họ rất thành thạo và chuyên nghiệp. Chỉ mất chưa đầy 20 phút, đã thành công trong việc lắp ráp một cuộn dây đinh. Công việc hiệu quả của họ không chỉ thể hiện trình độ chuyên môn của họ, mà còn đảm bảo cho quy trình sản xuất diễn ra một cách suôn sẻ, cung cấp sự bảo đảm mạnh mẽ. Cuộn dây đã được lắp ráp, công nhân cũng sẽ sử dụng dây ni lông chắc chắn để buộc chặt nó lại, làm cho nó càng chắc chắn hơn. Loại hoạt động tỉ mỉ này không chỉ đảm bảo rằng cuộn dây sẽ không bị lỏng hoặc rơi ra trong quá trình sử dụng, mà còn có thể nâng cao hiệu suất và ổn định tổng thể của động cơ. Sau khi cuộn dây stator được cố định, cần phải phủ một lớp sơn cách điện đồng nhất lên chúng. Bước tiếp theo, bước này dường như đơn giản, nhưng lại đóng một vai trò quan trọng đối với hiệu suất và độ tin cậy của động cơ. Tiếp theo là bước quan trọng của việc kết nối. Bước này cũng phức tạp tương tự, yêu cầu kiến thức chuyên môn cao và kỹ năng vận hành tinh tế. Trong quá trình này, công nhân cần phải kết nối từng phần của động cơ, đảm bảo dòng điện có thể lưu thông một cách trơn tru để đảm bảo động cơ hoạt động bình thường. Sau đó, công nhân sẽ sử dụng dây dẫn để kết nối chúng, để đảm bảo rằng dòng điện có thể lưu thông một cách trơn tru, để đảm bảo rằng động cơ hoạt động bình thường. Họ cần phải chính xác, nhận biết chức năng và cực của từng dây dẫn, sau đó kết nối chúng với các đầu cắm tương ứng. Một khi kết nối sai hoặc kém chất lượng, có thể dẫn đến việc máy không hoạt động đúng cách, thậm chí gây ra sự cố nghiêm trọng. Sau khi hoàn thành xử lý đường dây, bắt đầu chuẩn bị lắp đặt rotor. Những rotor này trước khi lắp đặt, cần trải qua một vòng xử lý tinh tế, để đảm bảo rằng chúng phù hợp hoàn hảo với các bộ phận khác của máy, hoạt động hoàn hảo cùng nhau. Khi lắp rotor trở lại, các công nhân sẽ kiểm tra kỹ lưỡng từng bước, đồng thời để một khoảng trống không khí nhất định. Loại hình hoạt động như vậy có lợi cho việc giảm dòng điện từ tính của máy, nâng cao hiệu suất và hiệu quả của máy. Khi tất cả kiểm tra đều xác nhận không có vấn đề, các công nhân có thể lắp đặt nắp trước và sau trở lại. Việc lắp đặt các phụ kiện này yêu cầu độ chính xác cao và thao tác tỉ mỉ. Sau khi hoàn thành việc lắp đặt phụ kiện, các công nhân sẽ tiến hành kiểm tra điện cuối cùng để đảm bảo rằng tất cả các thông số của máy đều đáp ứng yêu cầu.
để làm cho máy trở nên đẹp hơn. Sau khi kiểm tra và xác nhận không có vấn đề, các công nhân sẽ phun một lớp sơn lên. Lớp sơn này không chỉ nâng cao chất lượng bề ngoại của động cơ, mà còn bảo vệ bề mặt của nó. Sau khi phun sơn xong, họ sẽ dán nhãn của mình lên. Điều này giống như việc cấp cho động cơ một loại giấy tờ tùy thân. Như vậy, mỗi chiếc động cơ tinh xảo đã hoàn thành, chúng giống như những tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tinh xảo, thể hiện sự tài nghệ tinh xảo của công nhân và tình yêu đối với công việc. Những động cơ này sẽ được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, mang lại tiện ích cho cuộc sống và công việc của mọi người. Trong quá trình này, sự cống hiến và tinh thần chuyên nghiệp của công nhân đáng được khen ngợi. Họ không chỉ là những người sáng lập mà còn là những người tạo ra cuộc sống tươi đẹp